Mô Địa Tạng Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. Kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện Phẩm thứ 11 Địa Thần Hộ Pháp. Lúc đó vị Kiên Đao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiếm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thệ nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong diêm phụ đề như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng quá hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong 6 đường. Nhưng cho phát nguyện của các ngài còn có lúc hòa mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong 6 đường, chạy đến kiếp số như số cát trong trăm nghìn ức sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, còn xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau, nó chỗ sạch sẽ phương Nam trong vùng đất của mình ở, dùng đất đá tre gỗ mà vẫn có các khám cái thất, trong đó có thể họa vẽ cho đến dùng vàng bạc, đồng sắt, trúng nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chim lễ ngợi khen. Thời chỗ người đó ở được 10 điều đến, những gì là 10 điều? Một là đất cát túc màu, 2 là nhà cửa ăn ổn mãi mãi, 3 là người đã chết được sanh lên cõi trời, 4 là những người hiện còn sự lợi ích, 5 là cầu chi không tội ý cả, 6 là không có tai họa về nước về lửa, 7 là trừ sạch việc hư hao, 8 là dứt hẳn ác mộng, 9 là khi do dốc già của thần Thế Hậu Vệ, 10 là gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế, thật được sự lợi ích như vậy. Vị Kiên Lao Địa Thần là bạch dưới Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này, như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này, cùng hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Thời cũng dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó, cho đến tất cả sự tai họa như nước lửa, trộm cướp, nạn lớn nạn nhỏ, vân vân, thay điều tiêu sạch. Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng: Thần được rộng lớn của ông các thần khác tai bằng, vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi diêm phù đề đừng nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây, các đá lúa mè, trai là gõ thóc của báo, tất cả những thứ từ đất mà có ra, đều nhờ nơi sức thần của ông cả. Nam lại tuyên bài những sự lợi của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông đã càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát của Nguyện đã dạy. Thời nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không dĩ đến nghe nơi tai, hú nữa để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Dương Đế Thích, quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Điều do gì những người ấy chiêm đế hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổ nguyện này, tự nhiên người rốt ráo sao lại biển khổ chứng đạo Niết Bàn an vui, vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Ha ha ha, Buddha Bodhisattva.